Sân khấu chủ hôn hai gia đình. Với phía chủ hôn ở nhà trai, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Tuấn và bà Thái Thị Hoa là song thân phụ mẫu của chú rể đến từ Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai. Về phía chủ hôn ở nhà gái, xin được trân trọng kính mời ông Đinh Quang Thiều và bà Nguyễn Thị Hoa là song thân phụ mẫu của cô dâu đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Cây có cội mới đơm hoa kết trái, sông có nguồn mới bởi đặng sông sâu. Mà lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao đất trời. Ngày hôm nay hai con đi xây dựng cuộc đời, thật là vui, thật là hạnh phúc khi có sự chứng kiến và chúc phúc của cha, của mẹ cho hai con trong ngày tuyệt vời này. Hoan mừng rực quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền. Hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Một lần nữa cho phép đại gia đình của chúng tôi xin gửi đến toàn thể tất cả quý vị cái cúi đầu tri ân. Trong buổi trưa ngày hôm nay, tất cả quý vị chúng ta có mặt rất đông đủ như thế này cũng đã nói lên một điều rằng tình cảm của toàn thể tất cả quý vị dành tặng cho gia đình của chúng tôi nhiều như thế nào. Và để đáp lại tình cảm của tất cả quý vị, xin được trân trọng kính mời bố của chú rể sẽ có đôi lời chia sẻ đến tất cả quý vị, và con xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các ông, các bà, các bác và thân mẫu của họ nhà trai và họ nhà gái. Kính thưa các bạn bè thân hữu, kính thưa các đồng nghiệp của gia đình chúng tôi. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2024 và là ngày 25 tháng 5 năm Giáp Thìn. Gia đình chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc để mừng ngày con trai của chúng tôi lập gia đình, đó là chú rể Nhật Tân và cô dâu Diễm Thùy. Trong bữa tiệc hôm nay, chúng tôi rất là hân hạnh khi có sự tham gia đông đủ của tất cả quý vị ngay tại hội trường này. Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi và thời gian quý báu của gia đình để đến đây chúc phúc, chúc mừng cho gia đình chúng tôi. Một lần nữa, cho tôi xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả quý vị dùng một bữa tiệc thật ngon miệng. Con xin cảm ơn đôi lời chia sẻ đến từ bố của chú rể rất là nhiều. Và để đáp lại tấm chân tình bên họ nhà trai, thì bố của cô dâu cũng sẽ có đôi lời, và con xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý khách trong khán phòng ngày hôm nay, lời đầu tiên, họ nhà gái chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng và chân thành tới tất cả quý khách trong khán phòng ngày hôm nay. Kính thưa ông bà, cha, bác, họ hàng thân tộc, nhà họ nhà trai, cùng quý khách trong khán phòng ngày hôm nay. Con chúng tôi được vinh dự làm dâu con trong dòng họ, cũng như sau này sẽ gặp quý khách, những người hàng xóm gần xa. Đó là niềm vinh dự rất lớn lao cho gia đình chúng tôi. Và vì cháu khác vùng miền và khác tôn giáo, đôi khi làm dâu con chưa thể đáp ứng được. Vậy chúng tôi cũng mong rằng ông bà nội ngoại, cha bác cho dòng họ, cũng như quý khách chỉ bảo và hướng dẫn thêm cho cháu, để cháu sẽ làm tròn bổn phận của người vợ, làm tròn bổn phận của người con trong gia đình, và sau này sẽ làm tròn bổn phận của người mẹ trong gia đình. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin chúc quý khách ngon miệng.
Con xin cảm ơn những tâm tình đến từ bố của cô dâu rất là nhiều. Quý vị thân mến, xin con ra nhìn con khôn lớn lên người. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc rất lớn đối với những bậc làm cha, làm mẹ. Và trong ngày vui, ngày trọng đại như hôm nay sẽ thật sự ý nghĩa và thiêng liêng nếu như có sự chứng kiến và chúc phúc của các đấng sinh thành. Giờ phút này đây xin được kính mời cô dâu chú rể hãy cùng nhau dâng những ly rượu hứa thảo lên cho cha mẹ của mình trong ngày tuyệt vời này. Xin mời cô dâu và chú rể hãy dâng những ly rượu hứa thảo lên cho ba và mẹ của chú rể. Xin mời cô dâu chú rể hãy dâng những ly rượu hứa thảo lên cho ba và mẹ của cô dâu. Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế cha mẹ tóc đỏ bạc màu nuôi con khôn lớn một đời gió sương. Mẹ là hương sắc mùa xuân, cha mang hơi ấm ủ từng giấc đồng, cho con giấc ngủ ấm lòng. Tình thương cha mẹ biển dần sóng trào. Và xin mời ba và mẹ chúng ta cùng tiến lên sân khấu một bước, cùng cạn ly để gắn kết tình thông gia. Một lần nữa con xin được kính mời ba, kính mời mẹ chúng ta cùng nhau bắt thêm một cái bắt tay thân thiện nữa cho tình thông gia thêm gắn kết. Và xin chúc cho thông gia tình nghĩa hai nhà muôn đời gắn kết mặn mà keo son. Và con xin mời chủ hôn hai gia đình hãy trở về bàn tiệc để cùng chung vui với tất cả quý vị khách quý. Xin được kính mời. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng nắm tay nhau tiến về tháp ly tình yêu, cùng nhau thực hiện nghi thức rót rượu champagne. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Chúng ta đang chứng kiến hình ảnh đời uyên ương, tay trong tay, vai kề vai, rước đầy những ly rượu mật yêu thương. Anh yêu em như bướm say hoa. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thề. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Và những người ta từng gặp, chữ ắt là ngẫu nhiên. Lạ lắm duyên trời chấp nối tình yêu, tới trời ai đâu hề biết. Số trời duyên đã gửi trao, bỗng quen biết nhau rồi yêu mến nhau. Và lạ lắm đêm ngày không sống gần nhau, nhưng lại khắng khít ngàn năm như triệu đôi lửa trần gian. Ngày hôm nay nguyện cho ông Tơ bà Nguyệt hãy cùng chứng kiến và chúc phúc cho tình yêu của đôi uyên ương hôm nay và mãi mãi. Và xin mời cô dâu chú rể hãy cùng nhau thực hiện nghi thức cắt bánh kem tình yêu. Chiếc bánh kem tượng trưng cho sự chiên ngọt sẻ bùi của đôi bạn kể từ ngày hôm nay trở về sau. Bánh tình, bánh nghĩa, bánh phù thề, hai mái đầu xanh trọn ước thề. Trăm năm muôn kiếp tình không đổi, một lòng một dạ chữ sắc son.
Và xin mời đôi Uyên Ương hãy trở lại trung tâm sân khấu, cùng nhau thực hiện nghi thức đẹp nhất và hạnh phúc nhất của hai bạn trong bữa trưa ngày hôm nay. Đó chính là nghi thức uống rượu giao bồi. Mạnh Phát kính mời toàn thể tất cả quý vị chúng ta cùng nhau rước về những ly bia, những ly nước ngọt của mình và hô to lớn thật lớn 1, 2, 3 để cùng chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay được lên ngôi thưa quý vị. Và ly đâu ạ? 1, 2, 3 ánh sáng tươi màu chối tình yêu, hai bạn lóng lấy đẹp yêu kiều, bao nhiêu ấp ủ hằng mơ ước sống đến bên nhau hết cuộc đời. Kính thưa hay ở kính thưa toàn thể tất cả quý vị khách quý, tất cả các nghi thức vừa rồi cũng đã tạm khép lại chương trình tân hôn trưa ngày hôm nay. Chúc mừng cho đôi Uyên Ương, một lần nữa xin chân thành cảm ơn gia